Hello, chào các bạn lại quay trở lại với clip của mình nha. Ngày hôm nay thì mình lại đi quay cận cảnh xe đồ cho các bạn cùng được xem. Và đằng sau mình đây là một chiếc xe đồ nha các bạn. Và đang bốc keo gần xong rồi và tí nữa là chiếc xe về rồi mình sẽ cùng theo chân chiếc xe về để xem cận cảnh nha các bạn ơi. Các bạn ơi, chiếc xe về rồi nha các bạn. Hyundai D16 nha các bạn. Vớt hàng rất là nhiều luôn. Đoạn đường đây thì rất là lầy lội nha các bạn, do hôm qua trời mới mưa xong nên là rất là lầy. Ngày hôm nay bác tài đi thì trời không nắng nha các bạn nên là nước không thể khô được. Các bạn nhưng mà vẫn lên đường đây rất chi là lời luôn các bạn, với lại keo thì vẫn còn rất là nhiều để
chán đi độ ánh sáng của con đường nha, nên là chiếc xe về là thay chân nữa các bạn. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì trời cũng sắp sửa đổ mưa rồi, nên là bác Tài rất là tranh đường về để cho kịp trời không bị mưa. Đường đây thì rất là nhiều ổ gà ổ voi luôn, và đi thì xe rất là lắc lư nha các bạn. Chiếc xe rất là nghiêng rồi các bạn, và khúc cua ở đây thì đi rất là khó nha, do đường quá hẹp nên các bạn.
quá trơn rồi các bạn. Đây là nhà các bạn. Chiếc xe này đi tới đường đây rồi. Đây các bạn, chiếc xe tới đây rồi và giờ đang thu cáp lại rồi sẽ mở một hành trình về nhà các bạn ơi. Xong rồi các bạn, và chiếc xe đang khởi hành. Lại chuẩn bị lên dốc nha các bạn ơi. Các bạn ơi, cung đường đây rất là lầy luôn nha các bạn. Bác tài lấy đà đi rất là nhanh luôn.
xe về tới đoạn đường an toàn rồi. Và giờ thì mình cũng sẽ dừng lại clip ở đây. Và mọi người xem clip mình hay thì nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ thật là nhiều để mình có động lực ra thật là nhiều video hay cho mọi người cùng được xem tiếp nhé các bạn. Gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.